anh Vũ, anh Vũ, chân ghe của cha anh đang tới nè. Anh buồn ngủ lắm, đi ngủ đây. Chú mới lên. À, con. Em chào chị. Chị tên Hương. Em tên Mai. Tụi nó đâu hết rồi con? Dạ, anh hai con với anh Thăng đi công chuyện. Anh Vũ chắc đang trên lầu. Anh Vũ ơi, tí anh lên chơi nè. Chắc ảnh làm ảnh cả đêm nên giờ mới ngủ. Để con lên gọi. Thôi khỏi, cứ để cho nó ngủ. Con đi con Hương xuống nấu cơm, với lại làm ít đồ nhậu. Tối nay chú ở lại đây nghe. Dạ. Mai. Ừ? Dì Phụng. Ai quầy đó vậy? Cha anh Vũ á. Bác mang cho anh Vũ cái máy ảnh. Đẹp ghê lắm. Ồ, thằng Vũ sướng ghê ha. À, dì qua định nhờ thằng Vũ mai qua nhà dì tính giùm sổ sách. Con nói với thằng Vũ giùm dì nha. Dạ. Dì về đây. Dì Phụng ơi. Ừ? Dì cầm sao bánh ú này đi, quà với quê lên á. Ta thử trước cho nha. Vũ ơi, không ăn cơm xuống mít nè. Kệ nó đi, đỡ tốn. Ê, mấy hôm rồi nó vẫn bỏ bữa như vậy à? Để con. Nó ăn như mèo thử đi chứ. Nuôi nó đỡ tốn con lắm. Này. Hương ơi, mang cái túi vải ra đây coi. Vũ ơi, xuống đây coi. Vũ. Ngủ quá. Bên này. Cái máy này ở Sài Gòn khó kiếm á, thế kiếm đâu ra hay vậy? Trời vui sao ơi, cái máy này quá dữ luôn. Đã được chứ, hơn hẳn cái máy Zenith mà thằng Vũ đang xài luôn á. Thằng Vũ, tao mua cái thằng Miên buôn lậu với Đồng Tháp đó. Mày coi có được không? Nếu mà không được, tao kêu tụi nó kiếm cái khác. Mắc lắm hả thế? Trồng vậy ra mà cỡ 2 tấn lúa đó. 2 tấn lúa là nhiều chứ sao? Ủa, vậy tụi mày không biết hả? Chú hỏi tụi con không biết hỏi ai. Tụi con ở Sài Gòn chỉ biết là gạo nấu chín là thành cơm thôi. Con biết nè chú, chợ gạo thì 1.600 một ký, con đáng không làm á, giá lúa chắc cũng 1.200. Ờ, đúng, tôi vừa bán 2 tấn lúa với giá đó đó. Trời ơi, vậy mày cầm trên tay 2.400.000 đó nhỏ. Ước gì ba tao sống lại, mua cho tao cây đàn Hawaii. Ba mà còn sống á, ông hai lo đòn bị bỏ học giữa chừng. Muốn đòn không? Không. Cắn rồi bây giờ. Tụi bay nghèo mà học mấy cái đồ đắt dữ ha.
Ăn thua gì Vũ Sáu ơi. Trong trường này nè, mấy thằng học làm phim á, làm bộ phim tốt nghiệp cả 100 triệu. Ghê vậy mày. Ừ. Cũng may là thằng Vũ nó học chụp hình, chứ mà nó học làm phim giống như mấy thằng đó, tao có bán nhà cũng đủ tiền cho ha. Không, mà làm phim như tụi nó mới cua được gái Sài Gòn chú. Thấy đó tốn tiền cũng đáng mà. Trên răng dưới giái mà đòi mời gái Sài Gòn. Bộ gái quê làm tụi bay không vừa mắt hả? Tùy đứa. Phải đứa nào cũng ấy đâu chú. Coi như em Hương á. Chịu. Mít không? Tao ghi mày đó. Con nhỏ đó, nó mồ côi, chịu khổ quen rồi. Chắc sau này nó không kêu ca cái gì. Tao nhắm nó cho thằng Vũ đó. Đợi học xong là cưới luôn. Tụi bay thấy sao? À, ô, ngủ ngon nha. À vậy. Tí cứ lo xa lỡ chuyện người ta hết. Con học biết bao giờ mới xong? Đi học mà mày cứ làm như đi lính ngày xưa không bằng. Rồi, cứ lên nha. Bỏ cái nắp ra kìa. Nó chưa bỏ nắp nó chụp được nữa. Hay thiệt. Tao phải đứng giữa mới được. 1 2 3. Có phim đâu chụp. Nãy giờ chụp khí thế luôn rồi. Vô lấy máy cổ lắp phim cho mày. Thôi tao để lên lầu rồi. Không biết mai tao mua cho. Mày nói nha. Tao nói chơi thôi. Vui làm thôi. Ủa mày có tiền hả? Ê mày, mai cho tao mượn cái máy tao đi lấy lem với mấy con ghệ coi. Mày giỏi nhá, tao về. Anh sẽ cầm chặt chiếc táo vậy nè. Miệng há ra nhưng mà cắn nó đó. À, khép lại một chút. Rồi. Chào lên nha. Mắt nhìn lại đây nè. Mắt nhìn ra ống kính nè. Rồi. Sao mấy ông chú mà. Nhớ thương cách vời
Hôm nay tập tới đây thôi, ngày 7 tháng 5 tập tiếp nha. Nè, lần này phường mình nhất định giành giải thưởng nha mấy chị. Nè, uống nước đi. Nè chị, sách bụng đi ra. Sáng nay uống nước mía rồi mà sao giọng vẫn chua. À, mấy chị ơi, lần tới mỗi người được lãnh 12 ngàn nha. Chút nữa con quên, con gửi gì tiền nhà tháng này? Nếu con kẹt á, cứ cầm xài, khi nào có đưa gì cũng được. Thôi không được đâu, con cầm là hết liền á, mất công tháng sau nợ gì nữa. Nè, tiêm ngừa chó dại 245 con trên tổng số 450 con của toàn phường. 54,14%. Rồi, phun thuốc diệt muỗi nè, 75 chai trên tổng số 110 chai được phát. Sáu mươi tám phẩy 18%. Rồi, đặt dòng tránh thai 86 ca trên tổng số 150 ca được giao. 57,33%. Triệt sản nam thắt ống dẫn tinh trên giao cho 10 ca, nhưng mà chưa hoàn thành được ca nào hết trơn á. Thôi cái chỉ số này là y như lần trước nè chị. Thiệt tình á, bởi vậy mới nói gì hết cách rồi. Năng nỉ ỉ ôi, dùng tiền mua chuộc á, chẳng được gì hết trơn hết trọi á. Đáng vậy á, mấy ổng còn sợ nữa. Mỗi lần gặp gì đâu á, đều trốn biệt à. Kiểu này cuối năm á, phường mất thi đua á, chị bị ở trên khiển trách rác mặt cho coi. Đàn ông ai cũng thắt được hả gì? Không, người nào có con rồi mới thắt được. Làm xong còn được lãnh tới 500 ngàn lận. Mà người ta làm chuyện đó làm sao? Nhẹ nhàng lắm. Mà ông chỉ cần nằm ra bàn để bác sĩ buộc túm cái ống nhỏ với hai hòn cà lại. Nhanh như mổ gà vậy, không có đau đâu. Xong vàng đi nhậu liền. Chứ không phải cắt luôn hả gì? Trời đất ơi, thằng này nói gì vậy? Cắt thì còn gì để nói nữa. Cắt thì còn nói làm gì nữa đúng không? Khi nào rảnh giặt anh mấy cái áo nha. Dạ. Anh bỏ hết đồ vô dơi hai chưa vậy? Ê, anh đưa tôi coi coi, đẹp không? Đây nè, nhè nhẹt hết à. Kỳ vậy, đừng nói cho tao nha. Do anh chứ do ai, nhìn là biết.
nhúc nhích những giây cuối rồi đó. Ủa tao đứng yên tao không thở luôn, ngứa tao cũng không gãi luôn, không được hả? Không được, lần này anh phải đứng yên cho em 20 giây cho chắc. Rồi hơi kiểu này hoài, chết tiền với anh của em á. Vậy chắc để mai đi, chứ tao đi công chuyện rồi. Có gì tối anh cho anh qua vũ trường với nha. Em chụp mấy tấm hình. À, bỏ cái gì hay ho đâu mà chớp. À quên nữa, mày cứ tới đi. Tao giới thiệu mày nhỏ Vân. Vân là ai? Lần nữa thôi. Hai bác mỗi năm đến nè. Giờ đến cái câu cuối, cái chữ cuối. 90 ngày qua chưa chân tình vọng. Được. Màu hoa phương thấm như máu con tim. Tim mình nghe hơi bị tra tấn tí xíu nhưng mà tao sẽ ráng dạy cho mày. Cảm ơn hai. Mày sao tao hát? Hát đi. Mày đang đâm hơi không sao tao hát? Hát đi. Mày đang thử tao nghe coi. Mày hỏi cô mày đang hay không? Nha, hỏi đi. Cố gắng chịu nè, nhỏ em con nó bị chạm vậy con. Tội nghiệp nó. Giá biết bạn lòng mới, thôi nay xa cách rồi. Kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn gì một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc nuôi u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhạc hoa thay buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Chị em hộ em tờ giấy số. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu. Những chiều hẹn nhau đứng đầu, giờ như nước trôi qua cầu. Giờ nhỏ nào mày? Được hơn mấy bữa đó. Đây là Vân, đây là thằng Vũ, thằng em. Cho cái lẩu đi. Thêm cái chén nữa đi. Tùng ơi, kêu ông Mai luôn đi. Để nó bán đi. Em nhóc này nó còn khờ lắm. Có cách nào dẫn nó vào đời không? Trời không rơi xuống đất mà chúng con khi đàn thôi. Nhìn thấy quan làng đâm ra quan chiếc quan báo kêu về đàn thôi. Chàng kia mang đi bắn chim trên trời. I'm lost. Thank you.
bắn chim trên cành đã đi xuống ăn sáng ở vì thế chim tròn không rơi xuống đất mà chúng con nhìn thấy con hạnh trong chỉ đang đang khiêu dừng. Đi nấu tô mì.
Không đi học à? Ê, ta kiếm được cái máy y chang cho mấy ông già mua nè. Hỏi sợ ông già biết cái máy kia bị bể. Cái máy Zenith của em vẫn còn xài được mà. Cái máy của Bob nó chụp nó mà câm mà điếc, nó chụp cái gì? Con này đi. Hả? Không cần cái máy này, em biết tiền ở đâu anh mua rồi đó. Ê! Trời ơi, đi bệnh viện sao ăn mặc kỳ vậy con? Ai vô đầu tiên vậy cô? Đợi người ta gọi tên. Cái Nokia 2110 này của mày à? Mày ăn cắp của ai à? Má, nếu ăn cắp được tao ăn cắp rồi. Nhưng tao phải mua mới đâu chứ. Tên tao ghi trên tấm cạc đó. Đâu? Ừ. Mình chơi toàn nhà giàu không mày ơi. Á, à, ghê thiệt. Ồ, ngạc nhiên nha. Mày giàu có tiền mua điện thoại. Tao có xu đéo nào đâu. Tao mua bằng tiền đi vay không à? Vậy? Ai cho mày vay? Vấn đề là thằng nào ngu cho mày vay mới nói kìa. Đủ đi. Con bộ Phụng chủ nhà mình đó. Cái gì? Bà Phụng á hả? Ờ. Má con mẹ nó kẹo kéo một giây luôn. Má. Tao dám cái tụi mày á là thằng Cường á nó làm cái gì. Làm cái gì cho bả? Bả mới rót tiền cho nó. Khai đi con. Vụ gì? Bả mang tao đi thách ống nhận tiền. Tao nói mà. Đâu có tự dưng tiền trên trời rơi xuống cái đầu thần đần như mày. Thì có. Má gan thiệt mày. Mà sao bà để cho mày làm chuyện đó? Mày đâu có con đâu. Ờ, trên giấy tờ bà Phụng đưa tao thì tao có hai con rồi. Tao cầm giấy đó tới bệnh viện, tụt quần ra cho tụi bác sĩ nó mổ. Chừng 30 phút à, đầu như kiến cắn như dãi rồi đó. Xong đứng dậy lĩnh 500 ngàn tay lại, thiệt ngon luôn đó. Sau đó bà còn nhờ tao kiếm thêm mấy thằng cũ vạn kẹt tiền để bà mang đi thắt. Má ghen thiệt chứ. Tao kiếm ba đứa, thế bà cho tao vay 2 triệu để mua cái 2100 này.
Ủa nói gì mày ngon vậy? Sao mấy thằng trong xóm nó không làm luôn đi? À, sao vậy? Mấy trẻ nghe đồn làm thế xong giọng eo eo, lông lá rụng hết thành đàn bà. Nhưng đủ má làm đéo gì có chuyện đó. Tao thất cả tháng nay rồi mà lông lá vẫn còn nguyên, giọng vẫn ôm thế thôi. Lông lát đâu? Vài bữa mà hai tháng sợ bị đéo biết đâu con. Đó. Dạ mà mà mày. Má mày. Ủa đi. Mà mày nói hả? Tao đâu thấy mày xài điện thoại hồi nào đâu mà tự nhiên hôm nay mày bảo nó hư. Tao đâu mua tao đâu. Tao mua cho bồ tao để nó lấy lè với tụi bạn. Má. Nghèo con ngu này đúng nghĩa. Mấy con công nhân chỗ bọn tao làm chỉ mỗi mình nó được tặng di động thì nó xứng điên. Nói thiệt, giờ tao muốn phang nó lúc nào cũng được. Nhưng số tao cũng chó. Cho phang chứ. Tuần rồi bọn tao phang nhau xong, mệt quá. Ngủ quên, nửa đêm chiều cường lên, tỉnh dậy, thấy điện thoại nằm dưới nước rồi. Tao mang đi bảo hành cả tuần nay mà vẫn chưa được. Chắc là lại mày á. Ủa mày làm gì sao mà mày có con được? Bọn tao yêu nhau thế là đủ rồi. Còn cái em chỉ đỡ phiền. Sau này ngày hai đứa kiếm ăn, tối về phang nhau ba phát rồi ngủ. Thế là xong. Ủa ngựa nữa già sao ba? Không biết. Chắc là dạp xuống còn hai. Phải không tụi bay? May mà làm được vậy hả? Tụi tao bái hai vợ chồng mày là siêu nhân. Vậy á, tao thành siêu nhân. Siêu nhân rồi. Nói hoài. Má đúng thằng nhiều chuyện thiệt chứ. Thôi đi mày. Thôi, nói chơi nha. Anh mày đéo ăn kẹo đây. Mỗi năm đến hè lòng mưa. Em nhớ gì con ăn cho ngọt mẹ với chị. Ủng hộ mẹ đi. Con với chú, ủng hộ con với chú. Đường xưa in bóng hai đứa hai nơi. Cuốn gần vui nhau mất rồi. Ta tự là hết người ơi. Biết ai còn nhớ đến ân tình. Đường xưa yên bóng hai đứa này đâu. Cuộc gần người nhau lúc đầu. Giờ như nước trôi qua cầu. Giá biết mà lòng ơi. Tôi đây xa cách rồi. Một mình ai chờ mong từng đêm hối chiếc nỗi u hoài. Hát nữa là tao quên lời đúng không mày? Được nhiều không? Trời trời trời. Còn cho chỗ này bán khá lắm. À, thôi đem cái nồi này cho mấy cái đám kia nó ăn đi. Ăn sao hả? Vậy cho mày ăn đi. Thôi bán gì mà bán dở như cái hạt gì. Mời khách thì trèo kéo rồi lên. Lẽ mời khách la lên vậy hả? Mỗi năm đến hè lòng mang mạc. Anh chị ơi, mua mấy cái kéo chị ơi. 90 ngày qua chứa chan tình thương. Đường xưa in bóng hai đứa hai nơi. Phút gần vui nhau mất rồi. Ta từ là hết người ơi. Hey, con.
Ở đây mát. Ê, bọn mình cắt đuôi tụi nó rồi, giờ tính sao? Mày làm gì mà để nó quấn dữ vậy tụi? Thì thiếu 2 tháng tiền bảo kê, chưa kịp qua xin thần bình bông là tụi nó quấn dằn mặt tao rồi. Đừng có vậy mấy thằng đó. Cái thằng đó là thằng rất là nguy hiểm. Mà mày làm gì để thiếu tiền đó? Tao dồn tiền mua cái guitar điện. Hết mẹ nó rồi. Mày mua guitar điện làm chó gì? Mày mua xong nó cho mày làm băng rồi mày sống kiểu gì? Giờ tao biết làm sao? Tao còn đồng nào đâu mà qua với nó. Mày thì có bao giờ có tiền đâu mà nói. Mẹ kiểu này phải trốn vào Sài Gòn thời gian rồi đó. Hả? Hay là tụi mình về quê em đi. Ừ, nghe được đó. Chắc là tí em mừng lắm á. Mày đánh lộn mà để bị đánh bầm dập thế này thật hèn quá. Phải làm gì mà mặc đồ y như là đi coi tuồng vậy? Dạ, con dắt tụi nhỏ qua cho thằng Út chụp cho tao nó về tấm hình về treo chơi tới tía. Ai biểu tụi bay chụp hình là chơi? Tía ơi, thì lâu lâu thằng Út nó về cho tụi nhỏ chụp vài bô đi tía. Với lại á, mấy đứa nhỏ này nó mặc đồ đẹp hết trơn rồi. Mày đặt không phải lối. Để tụi nhỏ đó đi nấu cơm đi. Coi, có cần em phụ gì không?
cái này quăng xuống nước có nổi không ta? Con hả? Con sửa em qua điện thoại xuống dưới phải không? Bà này có sửa nè. Bà này sửa đúng không? Bà này sửa hả? Bà này sửa. Ai sửa? Bà này, thằng này sửa. Sao sửa em qua điện thoại xuống dưới? Bà này con cầm phải không? Ai cầm, đứa nào cầm? Này, cầm con. Em nhỏ thôi em làm được, con làm phải không? Con làm phải không? Con nói dứt cái chùi ra nó quăng. Dứt cái chùi gì? Chưa sạc điện thoại. Thằng này nè, dứt cái chùi ra giả ở quần. Không có, không có. Tại sao dùng điện thoại xuống nước? Hả? Nói bao nhiêu lần mà không nghe. Lì lợm vừa thôi chứ. Giờ muốn cái gì? Hả? Lần này cho ăn nha, cho biết tay nha cho. Lì đúng không? Chúng nó đút cho cậu ha. Nhanh lên nha. Ừ. Lấy con tôm nha.
Lên đây làm gì? Vô nhà. Mắt ta mờ quá. Con Hương đâu? Ra nhổ cây dầm cho thằng Vũ coi. Xíu nữa xong á, ngồi qua bên cho anh nhảy xuống. Ê mày ơi, tối qua thằng đi đâu mày? Bỏ tao nhà mình với mộ Hương xin bánh bao nè làm sao? Ê thằng, ở ngoài đâu mày? Có đau không? Con lịch lợi con đen đen á. Con gì đen đen mày? Ý tao nói á. Giống con của mày không? Con lụng. Con này với con Lương nó giống giống nhau mà con này nó đen hơn hiểu không? Viễn đen hơn có tên là lịch sự. Đại loại gì? Muốn hiểu sao mày hiểu? Đó, con này con nắng nước á. Ủa tên nước sao mày? Thì rắn nước thì gọi lịch. Ở đây nè, đây. Khác rồi, lịch rắn khác. Kiến thức khoa học tốt quá không? Vô cái đi. Mày quên. Vô. Vô. Này, bị cắn quá. Tối mày ngủ bị mũi cắn không Vũ? Tao bị cắn quá trời. Mày da trâu mà cắn mày. Nó cắn đâu bình thường đâu mày. Nó để mông tao cắn không? Không có lông nách hiểu không? Thôi. Không có lông nách là bị cắn đấy hả?
Cái gì nữa, bóng tin mồi Vũ ơi. Lần đầu tiên tao nghe đó. Hồi rót rượu không mày? Mày không biết đâu có lâu nách nữa. Đủ mà. Rót rượu đi. Tí màu ngọt. Rót em anh. Rót rượu mày. Thôi nó chân lã à. Nó nghĩ mồi ngọt thì xui lắm nè. Khó lấy chồng nữa. Nấu xong rồi vô trong tắm đi. Ủa sao rồi ta? Sao chú đáo vậy? Ê trụ này ngon quá. Trụ chắc ở nhà nấu không? Tem nấu. Dạ chú Sáu. Bữa nào chú Sáu nấu con một nồi tôi cũng đem lên Sài Gòn cũng bán luôn. Này ngon sao? Rượu tao mua đó. Ủa? Đi. Dạ. Nào chú Sáu lên thành phố chơi con ơi. Nào nó cũng nợ Sáu uống rượu Tây. Vô đó, mấy em lắc mông dữ luôn. Mày nói nhiều quá. Mày ăn đi mày. Dạ. Nó lên đồ rồi. Sân nhà có khác ha. Mày vô mày uống hết nha. Hết tức luôn em. Giữ nha. Phải giữ người ta. Hôm nay tao uống riêng. Đi nha. Không mà mày ơi à. Uống mày. Tới sáng sớm mai nó phải trở thành thằng đó không? Thank you.
Rồi, cảm ơn nha.
Thằng nó thiếu 2 triệu cho nó lấy nó, còn hàng còn không cài. Nhiều lần như vậy là có tính lãi đó, chịu không? Chịu thì cứ đến chỗ tối hôm trước mà lấy hàng, rồi đi đâu về mà người nhiều mồ hôi vậy? Nè, cứ để vậy, không cần phải tắm trước khi đến đâu ha. Vũ lúc nào cũng muốn được là Vân. Tại sao? Để có thể yêu Thăng bình thường. Có gì không bình thường? Vũ yêu Thăng thì cứ thử chuyện đó với Thăng đi. Như vậy sẽ đau phải không? Sẽ đau nhưng sẽ thích. Vũ biết mà. Kể về lần đầu của Vũ đi. Mà với ai? Với Thăng chứ với ai? Cô muốn thử với Thăng nhưng chỉ liệu được khi có rượu thôi. Vậy thì uống say đi. Nhưng sau đó lúc nào cũng rất tệ. Bộ cảm thấy mình thật đáng khinh á. Ờ. Ồ, Giang Vũ à, Thanh Long đấy, để Vân lấy cho. Hát buổi nào hoa kiếm thân tôi, để một mai vương hình hai lớn dày. Tôi cắn bụi phần mặt trời soi một kiếm giống chay. Hạt bụi nào hoa kiếm thân tôi, để một mai tôi về cắt bụi.
phôi cát vui tuyệt vời. Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Anh Lý. Cơm rừng nào lá sắc sơ cây, từ vườn sau nghe lời mời đã dày. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Lý Khánh. Bao nhiêu năm làm kiếm con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm pháo chết một ngày. Thôi bỏ, chờ cái khác vô chút đi. Nó bị cường mẹ quýnh gãy chân xong bị điên luôn. Trời, nó mê tao lắm mày ơi, nó bắt tao bệnh 3 tiếng đồng hồ giờ nó mới cho tao về nè. Chứ nó bị thằng đó quýnh lũng mang nhĩ nghe mày hát chứ còn mẹ. Buồn mày dễ sợ, lỗ tai mày mới lũng đó con. Tao hát bao hay luôn mà không được nào công nhận tao là sao? Có em à. Thôi mày cứ sợ sợ, mày chuyên gia dìm hàng luôn mày nói. Anh hai hát bài Tình Cha lại nghe chảy nước mắt luôn á. Hồi nãy á, thằng Bình Bông nó cũng chảy nước mắt bài đó luôn á. Anh Vũ, em mượn đi. Rồi gái rồi, siêu nhân hộp vịt muối. Cứ để với mày. Dạ. 2, 3. Tin tưởng tài năng em gái tao quá. Đun máy kìa.
Vân ơi, mấy ông cách tay hôm bữa đang chờ em đó. Không được, để em thay đồ rồi ra ngoài. Nhìn đi vậy? Lãng vãng đi hoài cho mồ hôi mồ kê tùm lum vậy? Em nóng quá. Uống nước không? Không uống thì đi về nhà đi. Cái quán nhậu của tụi em bị dẹp rồi. Nay em rảnh nè, tính qua đồ ăn chút đi ăn. Nay tao bận rồi. Anh sao vậy? Vậy thôi em ngồi đây chờ. Khi nào ăn xong thì mình đi. Em cũng chưa đói. Thôi tao bận, tao bận. Chờ cái gì? Mới vừa thời ăn. Sorry about that. Got the crab. Ừ.
Đi nước này bạn. I like your style. I like your style. Ooh, very good. We've got beer. We've got cracks. Good. Did I want some beer? Yeah, I got two so much. Mày làm cái gì mà để tụi thằng Bình Bông nó quýnh dữ vậy thân?
Dì làm gia đình sản cho con được không? À, nói gì kỳ vậy? Chứ con sao làm? Dì làm giấy cho con giống như làm cho thằng Cường vậy á. Con cũng biết chuyện này nữa hả? Thằng Cường khác. Người như nó như dì á, chỉ là bụi bặm trên đời, sinh sôi có ích gì đâu chứ. Còn con là giống tốt, phải truyền lại muôn đời sau dân mình được dễ dàng. Con không có được dễ dàng như dì nghĩ đâu dì. Thấy kỳ kỳ sao không mày? Hay là mình đi về mẹ đi, xong rồi tao kiếm ít tiền rồi mình trốn ở Sài Gòn. Kiếm mà đâu ra bây giờ? Thôi để em vô em làm trước cho anh coi nha. Tao ra ngoài hút điếu thuốc nha.
Nguyễn Đình Vũ. Quê Tiền Giang. 25 tuổi mà đã có hai đứa con nè. Lần đầu tiên cậu lên bàn mẫu. Dạ. Có bị dị ứng với loại thuốc đặc biệt nào không? Dạ không. Có bị bệnh truyền nhiễm không? Có bị bệnh truyền nhiễm không? Dạ không. Cậu đi một mình hay đi với gia đình? Một mình. Cậu đọc thông tin này cho kỹ rồi ký vào đây. Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ. Nhiều khi thấy trăm nghìn năm mộ, tôi nghĩ quanh đây hầu như đời ta hết mang điều mới là tôi đã sống rất ơ thơ. Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia. Vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia.